Radio chính là cái tựa đề của ngày hôm nay. Bức thư Kiện Minh đây. Xin chào các bạn. Game này nếu mà để giải thích cốt truyện một cách đơn giản và tối giản nhất thì thằng nhân vật chính của chúng ta sẽ đi vào nhà hoang để chơi búp bê. Hết. Mình thực sự không hiểu tại sao lại vào nhà hoang chơi búp bê. Bây giờ mình thử vào để xem coi là nhân vật chính của chúng ta ngớ ngẩn đến như thế nào. Vừa bấm nút play vào là chúng ta đã ở trong nhà luôn rồi. Mình nghĩ là sẽ có cái cảnh mà đi vào trong nhà. Nhưng mà không các bạn ơi, đã mặc định là ở trong nhà. Đây, chỉ có cái cửa này hiện tại đang mở được, còn cửa đối diện là không mở được. Nó vào đây thử xem. Đây gì thế? Mình thấy là cái game này có vẻ khá là chất lượng các bạn ơi. Nhìn hình ảnh khá là đẹp. Trong phòng này không có gì à? Ôi, quay đã có vũ khí chúng ta phải cầm lên đây. Tại sao lại không cầm cái vũ khí này lên? À, nhìn cái ly nước này nhá. Cái ly nước này để lâu đến mức mà nó thành màu đen à. Mình thấy cái ly này rất là quen, nhà mình hình như cũng có. Nó màu trắng chứ không phải là đen như này. Để lâu đến mức mà nó thành màu đen mới ghê. Nghi ngờ là lát nữa sẽ có ai đó gọi đến rồi. Thì chúng ta hãy cầm lên được là biết rồi. Đâu rồi? Búp bê đâu? Vào đây để chơi búp bê mà không thấy búp bê đâu. Ở đây, chìa khóa đây. Ủa? Hồi nãy mình nhớ là mình đâu có mở lên được nữa đúng không? Hồi nãy là mình bấm vào mình nhớ là không mở lên được. Mà nó lại mở lên rồi. Cho nên không kịp đọc lấy chìa khóa cái này là mở cái cửa gì. Những cái bức ảnh rất là kinh dị nhá. Đây bức ảnh gì đấy? Treo lại những cái bức ảnh mà quái đại như này. Oai. Có gì đó vừa rơi xuống này. Lại mình nhớ mình vào đây mình sẽ không thấy cái này nó nào mà dưới mặt đất nhá. Mới chỉ đi có một tí thôi. Ở kìa. Game này chúng ta phải sử dụng cái... Ồ, khoai. Tại sao mình chưa nhặt chìa khóa? Nãy đã nhặt rồi cơ mà. Lo cái radio chứ thôi không nhặt cái chìa khóa rồi. Phòng này kiểu như là phòng khách đây. Mà hiện tại là... Rồi khoai là có gì như này thế? Đây là dấu vết gì đây? À, búp bê kia rồi. Ôi, vừa mới cắm đèn pin lên là nó đã vỡ cái bóng đèn rồi. Và con búp bê hồi nãy đang nằm ở trong đây, bây giờ nó đã qua bên kia. Không phải là búp bê thanh niên này vào đây để chơi búp bê, mà là thanh niên này bị búp bê chơi rồi các bạn ơi. Toi rồi. Uầy, nhìn cái mặt nó ghê thế. Nhìn cái mặt nó rất là ghê. Nhặt được chìa khóa gì đó rồi. Ủa gì vậy? Gì vậy? Gì vậy?
Nghe âm thanh mà không biết là có gì diễn ra. Đấy, có khi nào hồi nãy là nó hù không? Mà mình lại đi ra nhưng mà mình lại không biết là nó hù. Chịu thua luôn. Rồi lại là cái này. Có khi nào cái này là được sử dụng cho nhiều game không? Nó nghe rất là quen. Có khi nào cái này là được sử dụng cho nhiều game không ta? Làm ra tỏ vẻ rất là thần bí. Nhưng mà cái này mình đã nghe ở đâu đó rồi. Quay mở nhạc trước khi bị bạn quy. Ờ à, tắt nhạc chứ. Nó bảo nó nhìn thấy mình cái vậy cơ. Thì tất nhiên rồi, mình đứng thù lù ở đây thì làm sao nó không nhìn thấy. Cái đèn pin cũng tắt luôn rồi. Đèn pin tắt luôn rồi không mở lên được. Á à, kia rồi. Búp bê. Muốn chơi gì? Mày muốn chơi gì hả? Có cái gì ở đây không? Cái phòng này vào chứ để tắt cái nhạc. Để tránh bạn quê nó không có gì khác nữa. Rồi. Chắc là cái phòng này là cái phòng đáng sợ nhất dành cho YouTuber thôi các bạn ơi. Bởi nếu cái nhạc nó mà tồn tại lâu thì sẽ ra đi luôn. Ngoài ra không có gì khác được cả. Mà chìa khóa không có trong đây rồi. Phòng bên ngoài đây bị khóa mà. Cái điều đáng sợ nhất là bị bản quyền âm nhạc. Lúc đầu thì video đó sẽ bị tắt kiếm tiền. Xong rồi nhá, nếu mà để nguyên như vậy thì một lúc nào đó sẽ bị đánh gậy. Mà ba gậy là biến mất cái kênh. Đấy, các bạn thấy đáng sợ không? Ố? À không, cái này mình biết là dùng để làm gì rồi, không thể sử dụng làm vũ khí được. Ngoài cái cửa ngoài kia là nó bị chặn lại. Sao cái cây mà trông nó chắc khỏe như thế mà không sử dụng là vũ khí? Cảm thấy khó hiểu. Đừng xóa. Ôi khoe rồi rồi. Password này nè. Password này là... Các bạn đợi mình một tí để mình thử chụp lại xem. Biết đâu là nó sẽ cần cho sau này. Rồi chụp lại rồi. Léo lát nữa mà nó không cần là xong luôn. Gương không nhìn thấy gì cả. Ô. Cứ tự là một cái bình hay là cái gì đó. Anh nhà tôi nhìn vào bên trong là không có gì hết các bạn. Nó có ra chơi mình tiếp không vậy? Cái này là chúng ta không dùng được làm vũ khí nữa. Sau khi mà chúng ta gọi là tháo thì ra xong là nó hỏng rồi. Kiểu nó mà xuất hiện một cái thì mình sẵn sàng lấy cái sờ ben khi nãy đúng không? Để ra gõ đầu nó. Bạn cần tìm cái bàn cầu cơ. Cái bàn cầu cơ nằm ở đâu? Ố, hồi nãy làm gì có chìa khóa chỗ này? Rồi. Như vậy là chỉ còn cái phòng bên này là chưa mở ra.
Cái phòng quái quỷ gì thế này? Ai lại chơi cái kiểu như thế này? Búp bê không phải là chỉ có mỗi cái đầu không thôi. Đây, bàn cầu cơ đây. Mình thấy là bên đây là có cái mật mã rồi. Nhưng mà cái mật mã hồi nãy mà mình thu được, nó đâu thử nhá. Nhầm. Mật mã này mình thu nó lại sai. Không phải à. Mật mã mình thu hồi nãy nó còn có những cái khác nữa, nó có chữ nữa. Có khi là nó lại dùng cho cái bàn cầu cơ này các bạn. Tại bàn cầu cơ này mình thấy có chữ này. Đâu? Cái gì xuất hiện đâu? Nhạc lớn quá. Không biết là cái gì xuất hiện nhưng mà âm nhạc quá lớn. Mất, rất là mất cân bằng. Mình giống như một kẻ trộm vậy. Nó có khi thật sự là một kẻ trộm các bạn ơi. Cho nên mới lén lút như này. Để mà vào nhà người ta lấy đồ. Nãy giờ tay lấy chìa khóa không mà nhưng mà vẫn lấy. À rồi lại là cái chiêu trò hù rất là quen thuộc này. Cái này chơi sao? Ok. Tám ba chín bốn. Đừng nói là xong rồi nhé. Đừng nói là chơi xong rồi. Và đây là cái con số 8394 mà mình nhận được để mà vào cái phòng kia. Chơi xong rồi. Vậy cái bát mà mình lấy được là cái bát gì? 8394. Rồi, nhập thôi. Rồi, 8394. Đúng rồi. Ôi. Tại sao lại có cái hộp nhạc ở trong đây? Game đã hết các bạn ơi. Thành for your player. Bạn mình thấy nghi ngờ là nó sẽ hù cái gì đó cuối cùng. Hoặc là cái cái hộp nhạc này chính là cái thứ đáng sợ nhất ở trong cái game này. Và cái màn hình nó chỉ là kệ là mình vẫn còn xoay được cái màn hình đấy các bạn. Rồi nó hiện ra cái này. Ê, đừng nói là game thật sự đến đây là kết thúc nha. Không có gì để có thể phân tích được cả. Mình xuất hiện ở một cái ngôi nhà bỏ hoang. Và một cái con búp bê xuất hiện để chôn mình. Xong mình vào đây mình mở hộp nhạc cho nghe hết. Game có cốt truyện rất là xuất sắc các bạn ơi. Không cần phải suy nghĩ gì luôn. Chắc là đến đây là hết thật sự rồi các bạn ơi. Không còn làm được gì khác nữa cả. Không biết là các bạn nhạc này có kết thúc hay không. Rồi, như vậy thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nếu thích video này, hãy bảo cho mình một like và kênh các bạn mới. Đừng quên lấy cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì bấm dấu chấm như vậy. Chị đã xem hoặc những ai có yêu mình sẽ tin cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.